Nói về bun tướng thì anh chàng này chơi được khá nhiều. Taxia, Beastmaster, Tide Hunter, Viper. Rất nhiều các bạn ạ. Lycan. Nếu mà bảo để ban vào 33 thì ban không hết. Tàn là tiếp tục nhắm vào Slug như mình đã bảo. Void, Slug, Morphling. Có lẽ sẽ là ba lựa chọn ban đến từ bên phía Tundra Sport. LGD thì công lược ban cuối ở trong phase 2. Và với việc thì họ có double pick ở phase 1, bây giờ đối phương sẽ có double pick. Sẽ là một cặp đôi thôi. Cặp đôi đến từ Tundra. Ok, cảm ơn bạn Dương Trần nhé. Thank you. Vẫn đang suy nghĩ ban. Mang cái kinh thì đi đâu nhỉ? Lét rách thì chắc là đi mid. Mang cái kinh thì Em nghĩ là có bét nhất lẽ là cũng là phải up lên, chứ off. bây giờ con này đánh sắp khéo lắm. Off hoặc là Bét thì carry cũng thì phải up lên. Nhưng mà Monkey mà đi off với cả Luna thì khác gì free farm đâu. Cho Luna free farm à? Quá khéo. đây rồi, tôi đang ngồi gần lại cái mic hơn rồi. Bạn nãy thì ngồi hơi xa. Nói to hơn được rồi, anh em ạ. Ok chưa? To chưa anh em? Job time đang giảm. Sao phiên làm sao mà tay run thế? Bình tĩnh bạn ơi. Ruột. Parkinson à? Trẻ này mà đã Vô địch Parkinson đi chứ? TI. Xong rồi tay thì run bật bật. Không hiểu kiểu gì. Ít ra là cũng phải thể hiện một chút cái phong thái của một nhà vô địch chứ nhỉ. Lâu rồi. Win Gaming 2016. 5 năm rồi. Một cái lab mà mình nghĩ là khá tiềm năng của Win Gaming, nhưng họ lại disband ngay sau khi vô địch. Cũng đánh được một thời gian sau gần tây tiếp theo mới disband, cũng bị một vài vấn đề liên Như liên quan quan tổ chức hay sao, đúng em nhớ rồi, không, họ quit tổ chức nhưng nhớ mà không tổ chức rõ lắm, lại mang máng thì là là như vậy. quit tổ Liên chức, quan nhưng đến mà tổ quit tổ chức chức là lại nhiều. kiện kiện ngược lại là mấy ông này gọi là phá hợp đồng các kiểu, nói chung là căng thẳng, thế là thôi cũng tan đàn xẻ nghé. Lab đấy thì là một trong lab mà mình nhớ tên nhất. Ai ai Blink, Fabian, Innocent, Shadow, 5 người. Nhưng mà công nhận là xem họ đánh dạng cuốn thật sự. Nào, Tundra thì Daxia cộng 1. Em không nghĩ là con Pango này đi cùng Daxia khỏe lắm, nên chắc sẽ là một hero khác. Clock không? Clock và Snaking. Máy bay. Máy bay của Fata à? Ok nha bạn Không Dương dùng Trần máy bay nhá. của Fata lắm. Chí gọi cho kèo cũ, tức là bán bích xong là đoán đội thắng đúng không? Ok. Máy Phim trước bay em nhớ thế. là anh em mình chọn chuẩn mà. Anh em mình chọn Tundra mà. Mà Ui gì kèo chứ, strike bảo bây giờ có. chọn team thắng dễ mà. Máy bay thì anh nghĩ là Fata Bango không nhỉ? Bango hay là Bango đẩy đi sắp 4 đi, đi cả Daxia. Máy bay sắp 5. Đúng. Luna carry và Tundra họ cần thêm một con đi mid dành cho Nai rất là đẹp. Hoặc là nếu cần thì họ cũng có thể đẩy Pango ra mid và pick một con như kiểu là Nick Asin đi cùng Daxia thì sẽ là tốt hơn. Nick, Tớt, Clock đều sẽ ổn hơn Pango. Không biết là bây giờ thì LGD sẽ pick cái gì. VS của Fabian. Còn VS offlane. Hay sắc đi mid. Monkey của AME chắc. Thường thì những cái lập pick đầu tiên dành cho carry có thể là một cú lừa. Có thể là một cú lừa. Con Monkey này có thể đánh sắp được các bạn ạ. Đâu thì LGD lại pick một cái con bài khác rồi cho AME. Nếu mà Tundra cẩn thận thì cứ nên ban carry. Em nghĩ là cứ nên ban carry. Ban gì? AM.
nghĩ rằng là Monkey đánh sắp rồi. Mình cũng nghĩ như vậy, Monkey này đánh sắp. Và có lẽ là sắp 4 sẽ là một cái vị trí hợp lý hơn. Con này sắp 5 phế lắm. Không thì mang kỳ Sắp ọc 4 thôi. lên đẩy vét với sắp 4 cũng được. Vé sắp 4 thì Ừ, một nếu trong mà hai. ganh nghiểng ok thì Thực cũng ra thì sẽ sớm cái lý có do loại vì xanh sao mà em thôi. nói Monkey sắp 4 là vì mấy ngày nay thì LGD lại chơi vét ọc lên nhiều. Nên là em nghĩ rằng là Đã họ sẽ hiểu. chơi vét ọc lên đi cùng với cả Monkey sắp 4. Đấy. Ý là họ có thể đảo được nhiều mà. Kể bây giờ Ừ. kể đẩy vét với sắp 4 cũng không khác ọc lên mấy. Cũng có thể lên một cái gậy xanh từ Vẫn lên sớm kệ xanh được. bình thường. Đúng Ừ. rồi. Nhiều đảo được hết anh em ạ. Mấy cái team này thì họ đảo hero rất là kinh, đảo role các kiểu luôn, nên là một Thật con ra thì Lucian thì mình không thể chưa chắc rõ chắn ràng vị trí lắm, nhưng mà nào. mình có cảm giác là máy bay sẽ là người chơi sắp 5 chắc. Máy bay sắp 5, thế thì chúng ta sẽ có last pick dành cho Nai. Nai hoặc là Big có sắp 4, anh nghĩ là như vậy. Pango vẫn có thể đẩy ra mid được, hoặc là Pango đánh sắp 4. Đúng. Magnus à? Magnus Mắc thì nớt của Nai à? Magnus Mắc nớt đi mid à? chắc là mid. Mid thôi, ok, trận này Magnus đi mid. Magnus đi cả left rack và bên phía LGD thì họ lựa LGD cũng chọn rất là nhanh, lắp Blood. pick cho mình một con Blood dành cho Ame. Ôi dồi ôi, và đúng là Monkey sắp các bạn ạ. 4, Monkey sắp ok. 4. Combo là gì? VS stun, Monkey nhảy từ trên cây xuống. Full dam đi, nhảy tụ lâu sẽ được nhiều dam, slow cũng nặng. Sau đó thì đập thêm một phát chay. Nghe cũng hợp lý. Anh Hiếu, không biết là anh Hiếu có thể lựa chọn trước được không? Anh Anh sẽ tin tưởng vào đội tuyển nào hơn ở trong trận đấu này. trận này anh chọn LED rồi, có VS, có Blood đi lên khỏe. Game đấu này bên phía LED họ không giống game trước nữa, họ đi lên rất khỏe. Mà đi lên khỏe thì họ Đúng. không thể nát sớm ở thời điểm early như cái game 1 được. Em cũng tin tưởng vào LGD. Game này tôi cũng chọn LGD các bạn ạ, tỷ số sẽ là một đều. Thực ra thì với mình là một người thích Dota, muốn xem Dota thì mình muốn được bình luận một cái trận đấu chung kết hay. Chứ bây giờ mà bảo là Tandora thắng 3-0 nhạt nhẽo thì tôi cũng chả cắt làm gì cả. Nó rất là chán. Và mong rằng là các đội viên của LGD có thể chiến thắng ít nhất một game. Và chắc là trong giây lát thôi, chúng ta sẽ đến với cả trận đấu số 2. Chờ một chút để cho các cutter, các analyst nước ngoài bình luận về trận đấu. Mình và Súp Hiếu thì đều nghĩ rằng là cái lap này của LGD đang đi lên ổn hơn rất là nhiều. Blast đi lên khỏe, Vest cũng vậy, Lensak cũng như thế. Đối phương thì là Magnus, Luna và một con Darkseer. Darkseer đầu game đi với cả Blast à? Blood không sợ Em thấy đâu. kiểu này Blast vẫn vẫn đi Blood đi ổn lane mà đúng khỏe không? lắm. Blood đi lane chẳng sợ ai cả. Trừ khi là gặp những con nó cục quá như kiểu là Viper đấy thì may ra, Đúng hoặc là rồi. Tibersaw đi thì còn gọi là ngán ngán một tí chứ. Darkseer thì Không, em thấy chưa Blast đi cùng vậy, Teemer cũng chả ngại. ngán một Em cầm tí Teemer, nó thôi. cầm Blast, nó vẫn đấm em như thường. Là kéo cân kiểu là cũng không đi được cái Tibersaw thôi chứ. Blood cũng vẫn farm thoải mái. Thôi vào game thôi. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả trận đấu số 2. Nào, có vẻ như là ESL thì họ đã rút kinh nghiệm rồi các bạn ạ. Bên là những cú bay lượn thì nó sẽ trông ra hồn người hơn. Không có những cú đảo ngược, rồi bay lộn tùng phèo nữa làm cho tôi đau đầu các bạn. Thực sự. Chơi yếu nỉ rồi à? Mình thì không thể nào mà chịu được những cảm giác mà cứ bay lên lộn xuống như vậy. Tiên đình kém. Nào, chúng ta thấy một phát bật đến từ trụ vào người của bên. Và bên thì lại là thành viên của LGD. Vậy là anh ta cũng vừa check track được một tí gì đó rồi. Đây rồi, một tình huống săn gà. Nhưng mà Bình có vẻ rồi. như Biết rồi. lộ rồi. Bình liên tục đầu Mình CQ. thấy điều này quá nhiều lần. Thực sự quá nhiều lần các bạn ạ. Ê, chill nhá. Dí Cười đã mang ông quay cam rồi. ngay vào một cái mặt emote của phía bên ngay. À, của CQ nhỉ? CQ. Trò này thì cái đợt Monkey mới ra thì nhiều người làm lắm. Săn gà.
cái lý do mà anh ta phi đến cái vị trí đó là vì, tức là những cái con gà, nếu các bạn muốn có cái khoảng gian lúc đầu nó mang đến cái điểm mà các bạn đang đứng ở lên là nhanh nhất, thì các bạn nên dịch cái con gà ra ngoài bơi một chút. Chỗ đấy thì nó vẫn nhặt được đồ nhưng mà nó lại cách xa cái vị trí trung tâm của bay, nên là các bạn sẽ đi nhanh hơn khoảng tầm 2 giây. Tôi quay trở lại trận đấu đi sau đây. Nai đi chung với cả một con Len Sắc. Kiểu này thì chắc là Nai cố gắng đẩy Crit thật là nhanh cũng như là deny thôi. Bảo đi đoạt Len Sắc thì không đi được. Ở đây thì đang disconnect từ rất nhiều người, có vẻ như là mạng mẽo đang có vấn đề. Game này thì nếu mà bảo là combo VS với cả mang người King thì chắc không bằng VS Goton. Ban nãy LED dùng với cả team VP VS Stun Illuminate thì vẫn đã đau hơn. Nhưng bù lại thì khi mà khỉ nhảy ở trên cây xuống thì sẽ có slow và sẽ đấm được thêm nhiều hit hơn. Vẫn là một combo ổn để có thể sử dụng ở lane. Vâng, góc này khá đẹp. Được, cảnh này thì tôi khen cho bên phía cameraman của ESL. Một cảnh mang người King đứng trên cây, một con khỉ có Arcana nhưng mà không có cái gậy vàng. Gậy xanh tôi thôi, cũng gậy có này một thì thời khá là rẻ. Là gậy vàng cũng vậy viểng nhưng mà cũng đi rồi anh em ạ. Vừa hay thì hôm nay em lại rảnh rảnh, em lại ngồi đọc Tây Du Ký anh ạ. Ngồi đọc lại tiểu thuyết. Thực ra thì cái đấy mình chưa đọc, xem phim thôi. Một cái bộ phim mà gắn liền với tuổi thơ của khá nhiều người. Bây giờ thì tôi mới đọc thử xem là tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân viết có hay không. Tôi vừa cấu nửa máu. À, đi bắt gà, đi bắt gà. Gà hai con chạy về luôn anh em ạ, nhìn trên mini map kìa. Khỉ vừa nhảy cây phát là hai con gà đứng ở trụ 2. Ta với việc là cầm một con máy bay sắt 5, có lẽ anh ta sẽ mắc 1-2 thôi, không có lý do gì tăng 3 cả. Thằng Mid thì sao? Siêu 8 hiện tại có 1 creep thì vậy, nên farm chuẩn chỉ hơn một tí. Người đang farm nhiều nhất đó là chỉ có ba mẹ. Khá tốt khi mà mới chỉ có 2 wave nhưng anh ta đã farm được 7 con, trượt duy nhất 1 thôi. Quay thì bị deny các bạn ạ. Một người thì bị Canavian đến từ Tanra kéo về giữa trụ 4 và trụ 2. Vừa deny sạch. Đá đen rồi ra Mỹ. Đang cố gắng tiếp cận để có thể là ăn nốt những con lính còn lại. Trận đấu này thì anh Hiếu đánh giá sao về cái sức mạnh của team LGD trong khoảng tầm late game nhỉ? Khoảng tầm 40 phút đổ đi đi. 40 phút đổ đi thì có lẽ là yếu hơn. Bên kia có bắt tổng kinh lắm, cung tường, AP. Anh nghĩ là phải đánh trước tầm độ 25 đến 35 thời điểm bên kia LD nên đánh. Lúc đấy VS cũng đủ khỏe rồi, cũng gậy xanh các thứ, có thể swap phá có bắt liên tục sẽ là tốt hơn. Lên hẳn thì mệt đấy. Lên hẳn tôi vẫn đánh giá là một con Daxi em có cảm giác ở lên hẳn thì những cái skill như là AP rồi là những cái cú đặt tường vacuum nó sẽ có nhiều tác dụng hơn so với cả một con khỉ. Một khỉ sắp vội vòng các bạn ạ, không có nhiều đam mấy. Và đó là phớp lát dành cho Tundra. Đã ổn, những pha đấy thì biến hình khiến cho Luna không ăn được phớp lát. Là máy bay phải ăn, không thì cũng được, coi như là support đối phương ăn thôi. Ở đây thì Illusion vẫn lùi về được, nhưng mà 3-3 đang có cho mình đó là level 3 rồi. Thế là có 2 điểm ưu siêu. Cái con bên này cần cẩn thận boom lại, 2 ưu siêu dí vào chắc chắn chết. Tình huống này anh ta biến thành một cái đó, cây để né lượng sát thương cuối của Skeeter. Anh nghĩ là cũng là một cái điều thành công. Nhưng mà trong đó thì sao, khi mà VS vừa nằm xuống và tỷ số là 2-0, thậm chí là 3-0. Nên nhớ là Shin Kyu vừa mới TP ra. Bây giờ mà chết là tiêu lắm. Mất cả bình máu to luôn. 3-1. Ra thì cũng phải đâu, VS thì không phải là một hero đi học quá mạnh đâu. Sải tay dài vừa phải. Đúng. Skill thì cũng không có khả năng clear click nhanh.
Bên kia thì lại là một con Luna có lượng đam rất là cao đến từ cái Luna Blessing. Đầu game anh ta chơi cùng máy bay, từ từ nha. Lượng tốc chạy của Hoàng Mỹ đang là hơi nhiều. Tự tin phi lên càn lướt. Một pha tả mid thì đang bị sấy đến lửa. Xin cứu đến để giải vây. Một cú chặt đôi. Có vẻ như là siêu 8 hơi tham lam vì bạn. Em nghĩ là mục tiêu thích hợp nên là một con máy bay. Họ đang cố gắng và được rồi. Đó là mạng số 2 dành cho bên phía công ty SG LCD và thêm cả Fata thì là 3. Rất tuyệt vời. Đang dấu hiệu cá hồi đến từ bên phía của LCD rồi. Tự sát. Ok. Sát thành công. 0-3. Dừng lại ở 2 thôi. Ở đây mình vừa mới bót cái số lên rồi. Cảm ơn anh em. Người anh em này bắt đấy cho cái kèo map 1. Ăn được ra 50k. Vẫn tự sát tốt. Và cái tơn tự sát đấy là khá nhói dành cho LGD. Ba người đuổi theo mất rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng con máy bay lại tự sát mất. Tạo space là tốt. Đây là một game đấu mà em nghĩ là ít nhiều thì lượng tài nguyên vẫn phải dành cho Nai một chút. Mắc nốt mà bảo đi ganh đầu game thì anh ta chỉ có thể xuất hiện khi mà cái AP active thôi. Và những lúc khác thì anh ta cũng phải farm lên cho mình món đồ đánh tay. Chắc là cái lượng tài nguyên đến từ bên phía Tanra sẽ chia khoảng tầm 40% cho Magnus, 50-60% sẽ dành cho Luna. Game đấu này thì Baba sẽ là người hy sinh thôi. Nào, Ambe bị dí khá nhiều. Nhưng mà có vẻ như là với việc hỗ trợ đến từ Innocent là đủ rồi. Nhưng mà giờ thì Innocent là người bị dí. Mục tiêu chết thay chăng? Đang cố gắng. Innocent bài được khá nhiều tham. Thậm chí anh ta còn không chết. Tốt. Hai thành viên bên phía của LGD backup nhau lùi về thành Ambe công. Ambe cần một bình máu chăng? Lượng máu này hơi thấp. Đi. Máu này hiểm quá. Cái đấu này thì cả hai bọn máu mình này đều lựa mà chọn. Chạy ra lên là LGD. Đấy. Ăn ngay những cú dí và Ambe được ngủ lại để cố gắng. Nào. Ui, một chấm máu thôi, Ambe đã cố gắng lùi lại. Nhưng mà sống như này không khác gì chết cả các bạn ạ. TP về nhà. Tôi nghĩ rằng là cái điều mà các đội viên Tanra đang làm là thành công rồi. Họ làm cho Ambe farm chậm lại. Thế là quá đủ. Mang cái kinh nghiệm tốt không như được này farm. Dưới bot phải có người chám vào, mà đó là Ledrack. Nào, dồn sắt trượt. Sắt trượt ạ. Hơi đáng tiếc. Và đó là qua AP thẳng mặt. Hơi đè một chút tên lửa nhưng không sao cả. Điều cảm vẫn chết thôi. 5-3. Ở đây rồi, ngoài lề một chút thì MU vừa ghi bàn anh em ạ. Mày thế. Đúng là thần rùa hiển linh. Rùa đến nơi rồi thì lại có bàn thắng. Quay trở lại với game đấu thì đang là 5-3. Mà tuần vừa rồi thì Ledrack của siêu 8 sở tăn lởm quá. Bên chám ra mid để lấy level. Cái linking thì vẫn xử được, không vấn đề gì cả. Monkey sắp item đầu tiên. Em nghĩ là một cái off of corruption, anh nhỉ. Không có lựa chọn nào khác cả. Ít điều thì sẽ làm cho cái vòng khỉ nó có thêm một chút slow. Đây chỉ là con Monkey sắp thôi nên anh ta không nên quá là hy vọng về những item to. À, một cú chặt để setup trước cho CO8. Và này muốn không thành công nữa thôi. Bỏ luôn cái con này sang CO8 đi. Máy bay đến, Skitter cũng có mặt, cái gì vậy? Vợ một người chơi carry không hề muốn farm, mà anh ta muốn đánh nhau và đó là hai mạng nằm xuống đến từ bên phía của team LGD. Backup nhau rất tốt anh em ạ. Magnus bị bắt vào nhưng bên phía ở Tanra di chuyển 4 người ra để kéo lại 2. 1 đổi 2. Mình vừa nhận được 50k khi mà MU ghi bàn. Của người 2 đổi 1 chứ anh? 2 đổi 1. Mình chiến lê. Thì 1 đổi 2 thì anh bảo là bên phía Tanra mất 1 đấy. Thì họ được 2. Khác thì đâu. Vâng, Fabian thì đang cứ cá hồi một tí. VS Offland thì sẽ là cố gắng lên cho mình dậy xanh thôi. Tanra tiếp tục có mặt. Vâng, một game đấu đang cực kỳ khứng khởi khi mà chúng ta có liên tiếp pha đánh nhau và Fata nằm xuống hơi non nhở, hơi chủ quan. Tôi không hiểu Fata làm gì, TP ra mà chết luôn rồi. Đúng là pha đấy thì anh ta cũng quá chủ quan, nghĩ rằng chỉ có một mình VS thôi nhưng mà không.
Gì cái chuyện support của đấy? LED cũng đã có mặt dưới này. Các bạn ở trên top thì Blue sau khi TV về thì anh ta đang đi được một mình, nên là hai support của team LED có thể di chuyển thoải mái. Anki thì lên một cái ông Colossus như mình đã bảo, hãy từng phù hợp với cả sắp thôi các bạn ạ. Sau đó thì có thể đóng một cái dây chắc đầy thương thôi, một đôi bi tít ghè. Ui, AB vẫn chết, mất TP và chết, nhưng trong đó Skitter cũng bị gì, và cả hai carry của hai team đều tiêu, rất khó thở. Bóng cổ ngay, và ba có làm nổi gì không? Lượng sát thương không nhiều, và ba vẫn còn một chấm máu nhưng không kịp làm gì cả. Trong đó thì Fatah bị squab ngược lại và làm mạng số 3 dành cho bên phía LCD. Hứng khởi hơn rất là nhiều, sang với một line up đi lên khỏe. Thì bên phía LCD họ đã bắt đầu chết giết người. Mấy cái đấu trước toàn là đi lên yếu hơn, bị đối phương hành hạ. Nhưng bây giờ lap này đi lên khỏe lắm, 8 đều. Trận này thì chưa biết ai sẽ là người có cho mình 10 mạng hạ gục đầu tiên đâu. Ồ, một cú stun hơi mù mắt một tí nhưng không sao. Dù sao thì vị trí đấy thì các viên đến từ đây không có tầm nhìn. Game đấu này thì LGD đang chủ động hơn rất là nhiều so với cả game đấu trước các bạn ạ. Game đấu trước thì tôi nhớ là một con Baratovi beat bị con khỉ nó chèn ép cho không thở được. Game này thì khác rồi, CL8 có khả năng đánh trả. Cú smoke của ba thành viên của Tundra. Và ta có cooldown. Slaking có ulti. Và CL8 chỉ cần anh ta bước thêm vài bước nữa thôi. Ồ, Vibon đã đẩy rất cao. Quái gì vậy? Vâng, một vị trí mà họ không hề có tầm nhìn. Rồi giờ sau đây khi Vibon sẽ quáp vào để cho đối phương có một quáp đi ba. Ơ, vâng, đột nhiên thì có vẻ như là cái combat nó không theo ý của LGD một chút nào cả. Bây giờ cố gắng vẽ mình một cái vòng ra và thêm cả một vòng đến từ skill nữa, nhưng mà có vẻ như LGD những skill họ chưa thực sự hiệu quả. Tên lửa đặt trên đầu nhưng không sao đâu, trong đó thì sao, skill vẫn còn ở đây. Máy bay support đấy thì chả tác dụng gì. Xem nào, xem quả tên lửa đuổi đủ đam không. Máy bay support thì thường là tăng rất nhiều hai. May quá, Amen đuổi rồi, mất trụ. Tôi vừa tôi là Lucian có mặt và một giây nữa có bóc cổ. Trước bóc cổ thì sẽ bị Vata cancel đôi, nên là phải bình tĩnh, bình tĩnh, không vội vàng. Stun liên tiếp vào người của anh chàng Nai và mạng số 9 dành LGD. Nói lại về cái combat vừa rồi thì trước đó là Ledrack anh ta đã stun, đã stun để phá cây, nên là cái DPS tràn vào stun mắc nớp thì CL8 không trồng theo được, nên là cái combat nó hơi bị gãy. Sau đó thì em nhớ không nhầm là VS có một cú swap hơi khó hiểu để cho đối phương có thể AP 3. Nào, tiếp tục là những cú stun móc máy rất thốn. Kinosun quay sang bốc cổ Skitter những trả được bao nhiêu lâu, và trong đó thì VS cũng chết rồi. Ski tự nhiên thì cái cách ra vào cú bắt của họ trông hơi kiểu là loạn nhịp, người một kiểu. Rất may là network chưa bị giật sâu. Bình tĩnh, farm thêm đi. Lần này thì vẫn là hơi vội, chứ mà Ame cũng đã có gì đâu. Reset còn chưa hoàn thành. Fata thì đang lên trống. Trống sau đó là Shark. Tôi nghĩ là máy bay support thì Shark là đẹp. Có bạn Hiền Nguyễn ở trên kênh thì có bảo là giật lag, thì không biết là anh em thì confirm được không, chứ còn hiện tại mình thấy rất là bình thường mà. Clean fit làm gì có dấu hiệu giật lag gì đâu. Anh cũng vừa mới check lại YouTube thì thấy báo kết nối vẫn là rất mạnh. Ok à, cảm ơn anh em. Đại team bắt đầu có cho mình những món item cơ bản rồi. Earn Power Cheat. Thế thì máy bay này cũng đang lên cho mình một trống. Vata Weber thì khá chắc là một gậy xanh thôi các bạn. Với việc bây giờ là con VS đã bị sửa lại, bắt buộc phải lên gậy xanh thì mới gọi ra bóng. Ngày xưa thì không cần lên gậy xanh. Hồi xưa không cần gậy xanh thì vẫn gọi ra một cái bóng. Tất nhiên là cái bóng đấy không cắt được skill, nhưng mà còn hơn không.
Cái bóng đấy ngày xưa là có aura và cũng gọi là đấm đá được một tí. Ừ, chứ còn bây giờ là bắt buộc là phải có gậy xanh thì mới gọi ra một cái bóng. Thì là cũng là một cái nớp rất là mạnh của con VN. Nhưng mà bù lại thì bây giờ cái bóng khi mà có gậy xanh thì khỏe, chạy nhanh. Nào, cắt sượt kill thoải mái. Anh Tham đều để giữ chân lại xin kill đâu. Cú sọc xiên có đít A mà Luna cũng đến. Cố gắng clear grip không thành công. Và bây giờ thì bên phía của team LED họ sẽ mất luôn cả cái trụ. Tiếp tục là dí một người siêu tạp. Không thở được rồi. Thunder đang di chuyển tốt hơn. Máu hiện tại Phương liệu có đủ để giúp cho anh ta sống sót hay không đây? Cô đào thả xuống, Lưu Xuân có mặt. Nhưng mà chỉ là một cái bóng cổ thì khó. Sự cắt bắp trở người Snaking vòng vẽ ra một pha tạm như Snaking sẽ là người lên bảng. Nhưng mà bên phía thì Mazudi cũng mất hai rồi. Vâng, vừa rồi hình như là giật hình thì phải. Không sao cả, trận đấu của chúng ta đã quay trở lại. Giật hình này, em thấy bình thường mà. Còn giật hình có lỗi đến từ Cleanfit. Cái anh bị lỗi, đen màn hình một tí. À thế là chắc là YouTube nó reload lại rồi. Ơ thì anh em mình cắt lại tham đi, có khi cái tham anh vừa bị reset đấy. Ok. Em đang là 17, 18, 19, 20. Anh là 26 rồi. Thấy đó, biết ngay. Thế để anh đó là cái clip phim anh nó reload lại rồi. Okay. Chứ không phải là bị giật hình đâu. Anh power 15-40 này. Đây, em vừa cũng reload lại rồi. Bây giờ cắt tham nha, em đang là 40, anh là bao nhiêu? 41, 42, 42, 43, 43, 44, 45. Cân rồi. Cân mà. Ok ok. Hình như là cũng có lệch khoảng tầm 0.5 giây nhưng không đáng kể đúng không? Nào, bắt được siêu tạm. Thêm một cú sọc xiên, thêm một cú beam. Hơi dễ. Có vẻ như là các viên LGD họ cần chủ động hơn các bạn ạ. Nãy giờ thì tôi chỉ thấy Tanra tràn lên. Anh em bạn thấy khá bị động. Tôi cũng ban 300 giây để cho bình tĩnh lại rồi. Công nhận là phát điểm một cái câu nó cũng không hay lắm. Lag mạng thì liên quan gì đến dầu nghèo đâu. Mạng lag thì ai mà chẳng lag được. Bây giờ sau khi lấy được mạng led rack thì các thành viên bên phía Tundra đang di chuyển vào Andoshan. Để cho Skitter thôi. Nghĩ là vẫn nên để cho carry chính cầm. Hợp lý. Tuy là game đấu này thì LED đang đánh tốt hơn. Nhưng có vẻ như với con Roshan này thì Tundra đang là người có lợi thế. Skitter à, BKB. Mình vừa nhìn nhầm sang một người khác ấy, tưởng là lên Blink thật. Luna lên Blink thì ảo quá. Thực ra Blink cũng được nhưng mà không phải là xong trận này. Ancient Ring này, một item rất phù hợp dành cho Darkseer. Trong đó thì Sin Kill đang bị bớ và anh ta cần được nhảy lên cây nhưng không. Với lượng sát thương liên tục của các viên Tundra thì khó. Thật sự dạo đây thì mình rất thích xem Fata chơi sắp năm. Cảm giác là bánh cuốn. Đã đến đây, cái thời điểm mà con vét này nó có tác dụng ở trong trận đấu. Mà cần, anh nghĩ là 18 phút vừa rồi thì coi như là đủ tụ. Hai điểm swap đã. Hơi xem là anh ta có thể làm gì. Em nghĩ là cái combo đắp chờ cộng với cả swap mạnh mà. Rất mạnh đấy. Lốc lên để cancel teleport mà stun đè đâu. Không có. Bác nớt đang lên sắc. Luna thì vẫn trung thành với cả một cái BKB. Máy bay cũng đang gần đến chat rồi. Cái chat mới. Ồn. Ai ấy? Con kia á? Hay là... Máy bay. Máy bay à? Ừ, máy bay khỏe. Máy bay sắc khỏe. Nào để stun lên và nai chỉ còn nửa cây. Phê vườn không khác gì một con tiêu thân cả. Chết cũng không sao. Nhưng mà Luna có thể tiện cái bóng này đi rất nhanh đấy. May quá, Vét kịp trốn.
lại đối phương. Và bây giờ thì Luna vào hơi sâu, Luna có cho mình cái negate. Nhưng mà đó là của AP quá đẹp, đây là bên phía của Magnus các bạn ạ. Bóc cổ ra là làm trận lại Magnus, AP đang quẩy được khi mà anh đang có BKB. Vâng, một con Blastinker nó chạy quá nhanh, nó đánh quá nhanh. Khi mà đối phương chỉ toàn người chấp bóng mà thôi. Và ai sẽ người cản AP đây? Tôi nghĩ là một cái clip sẽ đủ. Nhưng mà giờ này AP nào, tên lửa cầm trên đầu chưa chạy lên được. Calvin LGD đang cố gắng mở góc. Favon đã hồi sinh rồi. Nhưng AP không có góc để lên. Ok. Còn bắt này thì bên phía ở LD chiến thắng với việc đó là Blast giết người, hồi được máu. Cũng như là Magnus, anh ta không được đấm, anh ta chỉ AP đẹp thôi. Mà sau đó thì đã bị bên bóp cổ rồi. Một game đấu nó cân hơn rất nhiều. Sẽ là lên thẳng luôn cho mình cái 4 set 2. 4 set 2 thì sẽ là giật ra set nhiều đam hơn 4 set 1. Cũng như là sẽ giúp cái con Blast này đấm nhanh hơn này, búp được cả set cho bản thân. Và trong combat cũng là rất ok. Tờ này chúng ta thấy là vòng tốt này, Magnus ulti đẹp. Nhưng mà bên thì anh ta nhanh tay hơn, rất nhanh tay. Bóc cổ luôn, bóc Nai cổ. Không đấm được, không đủ đam. Rõ ràng là em thấy là LGD họ rất là bình tĩnh ấy. Mặc dù là họ dính một AP 3 nhưng họ không vội vàng, họ biết cách để xử lý. Bên bóc cổ rất kịp thời giúp cho các viên LGD chơi được. Và đó mà AP không có BKB thì chắc là AP cũng chết rồi. May quá anh ta lên thẳng cái BKB sớm. Skitter cũng đã hoàn thành BKB. Nào, một cái BKB 9 giây. Ồ, AP lấy thật là bên trái à? Cái phần trăm spell AP vốn có ở skill này là 30%. Và khi mà lấy thêm 10% tức là anh ta sẽ có 40% spell AP. Búp lên rách à? Không, em nghĩ là một phần là con này đánh ra set. Và cái set đấy cũng tính là spell AP. Đúng. Nếu muốn thì anh ta vẫn có thể búp cho cả đồng đội nữa. Đúng. Chứ còn thực tế thì nếu mà bảo đặt lên bàn cân tính toán thì chúng ta thấy rằng là lượng DPS nó sẽ không bằng so với việc là các bạn lấy 30 attack speed. Tại vì cái spec attack speed cơ bản của skill đó đã là 120. Lấy 10% spell khỏe lại. Rapture đau hơn. Đánh ra set cũng đau hơn. Nào, hất ngược đối phương về bằng một cái sắc. Và vé đang luôn cố gắng chạy trốn. Không được, okay, một đã luôn chạy được. Rapture ra và sâu quáp. Đang cũng đau. Không cần. Rất bình tĩnh. Vé không vội vàng khi mà thấy rằng là đối phương nó cũng có cổ. Và LGD đang có cách để sắc đau đối phương. Một con Luna có BKB. Nào, tôi thấy rằng VS đang dí theo vị trí của 33 và trong khi đó thì Fata đã chết rồi. Chờ Warp 33 lại. Vẩy một cái stun ra rất khó chịu. Rất tai hại khi giết được một con VS nhưng mà lại không giết được cái bóng. Anh ta VS anh ta vẫn chơi được. Tôi vừa rồi thì có bóc cổ là đủ rồi. Mà cái Warp VS thì cooldown mà. Cái này bây giờ cooldown khá là lâu. Cooldown 2 điểm thì anh nhớ là 25 hay 35 giây cơ. Và cũng khá là lâu. Không nhanh. Mà VS thì các bạn thấy đấy, VS đã quay trở lại trận đấu rồi, rất là nhanh. Đây là lý do vì sao mà mình đã bảo là gần như là 17 phút đầu game anh ta không làm gì cả, đổ tụ. Nhưng mà sau khi hoàn thành gậy xanh thì anh ta có rất là nhiều tác dụng. Đẩy lên lấy thông tin, câu những skill team địch. Mid Slayer tuyệt vời. Nào, với việc là được giảm giá của item này thì những con sắp có thể lên được. Và theo mình nghĩ thì cái Mid Slayer này sẽ được cái vòng khỉ tận dụng tối đa luôn đấy. Tất cả những con khỉ đánh đều giảm cái lượng đam phép đối phương đi. Rất hợp với cả Mang Người King. Đợt trước khi chơi Mang Người King offline thì tôi cũng lên món đồ này nhiều. Mà đợt đấy thì giá khá là cao. Offline lên được thôi chứ khỉ support thì không. Ngày xưa em nhớ là cái này chỉ giá 3.400 thì phải. Khá là đắt. Bây giờ chỉ còn 2.400. Rẻ hơn rất là nhiều. Support bây giờ có thể lên. Quan trọng là con khỉ anh em ạ. Có cái vòng thì cái con khỉ con đánh kích hoạt được hiệu ứng thì mới hay thôi. Nếu mà con sắc khác thì là không. Đã có shot rồi. Nào, tôi thấy một tiếng smoke đến từ bên phía của LGD. Nhưng mà ok,
cái khoảng rừng mà họ đang chiếm được thì lại không có ai cả. Hơi tiếc. Vắng tanh như chùa Bà Đành. Nào, Snake King có muốn đẩy lên không? Chỗ này hơi tối đối với họ. Tất nhiên là chúng ta thì nhìn thấy khá nhiều thứ, nhưng mà các đội viên Tandora thì họ thấy ít thôi. Lấy được một mạng VS và thêm một mạng nữa. VS được phủ lại, nhưng mà đó là tất cả những gì mà LGD có thể làm. Đây kinh chết rồi, nhưng mà phòng khỉ vẽ thì lại hơi xấu. Có lẽ là LGD không nên đánh trang phát tát trang tạo vào phòng khỉ. Vâng, quái gì vậy, tự tin khi một con 33 hỗ trợ. Thực tế thì đây là một con khỉ sắp các bạn ạ, tức là cái vòng nó cũng không đau, nó chỉ có hiệu ứng hiệu yểm thôi. Innocent bị bỏ lại, nhưng mà các đội viên của team LGD không có góc để đánh. Họ đang cố gắng dí vào vị trí của Nai. Nai đi rồi, bật Bigby vẫn tràn tăng vào. Skitter sẽ là người thua trong pha solo này thôi. Nhưng anh ta đang chạy khá nhanh và mình không có đủ lượng tốc chạy. À, mình đang xây tên lửa, nhưng mà anh ta là người chiến thắng. Đánh quá nhanh và chạy quá nhanh. Thêm cả mạng Skitter, đâu rồi? Đang đuổi. Ông trốn đâu, ông trốn đâu chứ không. À, mình không dám đánh các bạn ạ. Thấy bài bắt của máy bay là lùi thôi. Nào, phải đứng lại nhá, không tên lửa nó sấy đấy, Blast ạ. Đứng lại ở đây là đẹp rồi. Nó lại sấy siêu táo. Vâng, một cái sát mà mình nghĩ là khá mạnh. Thực sự bài bắt của máy bay là cần thiết. Nếu không với tốc chạy đấy thì cái con Blast này nó sẽ có thể dí được luôn vị trí của Luna nữa. Mất đi VS từ sớm, nhưng mà bên phía của team LED vẫn đánh được. Hy sinh đến từ bên, anh ta quyết định là ngủ Magnus và bóp cổ Luna. Bằng chết thì thôi đấy, bóp đến khi mình chết thì thôi. Để giữ chân lại cả hai, để cho Blast có thể tràn tới. Bây giờ thì Skitter đang hướng đến cái gì đây? Sẽ là một cái Satanic luôn để có thể bảo vệ bản thân. Một món đồ thủ hút máu, lượng máu cũng được tăng lên. Em nghĩ là với Luna bây giờ thì anh ta cần cái khả năng hút máu. Nếu không thì anh ta khó lòng mà solo tay đôi với cả Blast được. Nào, chúng ta cùng xem lại. Còn này nếu mà VS có buyback thì anh ta buyback luôn thì là đẹp, nhưng mà không có thì thôi. Buyback luôn thì sẽ biến ra luôn từ cái bóng trước khi cái bóng bị chết. Thời này thì Fata lì thật. Fata thật ra không có đam mấy đâu, bởi vì anh ta cũng bị vòng đấm mà. Em thấy là vòng của Jin Kyu đánh không hết máu ấy, chỉ là cái có hiệu ứng thôi. Đánh không hết máu. Chúng ta cùng dùng teamfight ở đây. Cố gắng bảo vệ siêu 8 thì Fabian sẽ bị bỏ lại. Không sao cả, anh đang có hai mạng. Mạng số 2 cứ thoải mái mà quẩy nhờ. Sơ Warp nè, nhưng bọn đó là Lotus. Vâng, một cú Lotus thì phản Sơ Warp. Và như chưa hề có gì xảy ra cả. Vé Sơ Warp, nhưng mà anh ta vẫn đứng ở vị trí cũ. Tuyệt vời. Tandora đang có dấu hiệu là phản kháng lại một con VS. Họ biết cách để làm sao mà counter được hero này. Bọn đó cú AP rất đẹp. AP dính 2. Và Mễ không còn bao nhiêu máu cả, buộc vật BKB và chạy thôi. À, Mễ chỉ còn duy nhất một chấm máu. Kịp cắt cho mình Rapture. Và đó là tất cả gì Mễ có thể làm. Chúng ta không nên hy vọng quá nhiều, và Fabian đã bay ra. Nào, ba vác cùng đối phương xuống. Nhưng mà vô tình thì nó lại giúp cho cơ viên của LGD có thể đánh được chăng? Không, Skitter vẫn còn ở đây và tiếp tục là một cú mìm. Tất nhiên thì LGD thua một pha combat quá tai hại. Magnus ulti tốt. Mỗi một mình Let Rack trong tay của CO8 né được thì lốc bản thân mình lên thôi. Blast anh ta chạy trốn, ok anh ta vẫn kịp tung ra một cái gắt chờ để vét sờ bắt. Được rồi, em biết thế được thôi. Mất đi hai buyback, tên này thì LED chắc chắn là người lỗ rồi. Mất hai buyback, họ chỉ giết được một con Magnus. Network chênh lệch vừa nãy thì net chênh là 8k, và bây giờ có 5k. Lợi XP thì tôi có cảm giác là bây giờ thậm chí là Tandora lại còn là người dẫn luôn các bạn ạ. Vừa vì là clean fit thì bọn mình không check được. Nào, Androsan rất nhanh. Và với việc là VS cũng như Ledax còn đang ở trên bảng điểm số, có lẽ là bên phía của team LED một lần nữa lại mất Roshan ở trong trận đấu này. Còn đầu tiên họ cũng để đây là con Roshan số 2. Còn 2 này thì cái sắc thì thứ cho ai đấy? Có rồi. Chúng ta có Daxia đấy. Daxia à? Ok. Anime. Nào, đấm một cú bay hồn được Normal Pan. Em thì em hay gọi cái này là Saitama. Nothing to say. Wow, chắc bây giờ có vẻ hot rồi. Trong này có trailer mới của nhện nhọ là anh nhện cũng bị Doctor Shen đấm bay bóng ra nhá, giống chiêu của Daxia này. Đúng.
Thực ra thì trong phim Marvel có khá là nhiều cảnh đấm bay hồn anh ạ. Ừ. Doctor Chang cũng từng bị Agent One đấm ra, xong rồi Hulk cũng từng bị Agent One đấm ra, nhiều mà. Nó là thuộc cái file đấy đấy, cái file của cái đất ở trên đấy. Mình thì lại không xem phim Doctor Chang là mình không không nhớ rõ lắm. Mặc dù là tôi là fan Marvel nhưng mà tôi lại không xem phim đấy. Không hiểu kiểu gì. Tất cả các phim khác thì mình đều xem nhưng mà riêng phim Doctor Chang thì lại không xem. Thôi quay trở lại trận đấu. Nào. Tỷ số là 27-23. Và game đấu vẫn đang theo mình nghĩ là khá hấp dẫn thực sự. SG đang cho thấy rằng là cái bộ mặt của họ ở game đấu số 2 đã khác hẳn. Đi lên khỏe hơn. Đánh combat tuyệt vời. Cảm Chất ơn Phát tướng Thế nhá. thì Lại kèo Divine này. Phát Thế phải đam mê Divine. kèo Divine anh, tức là chỉ cần có người lên Divine hay là Skitter, Luna. Sự khi tôi lên Divine à? Được. Kèo này mình nghĩ nó lại là dễ luôn. Tưởng anh em cho kèo nào khó thì kèo này dễ. Luna lên Divine nhiều mà. Nếu mà bảo khoảng tầm late game 45-50 phút lên là bình thường. Nãy giờ Phết Viên chết hơi nhiều nhưng mà anh ta cũng đã cố gắng có cho mình cái mana rồi, và thậm chí con VS này tôi thấy đang quick buy một cái Butter. Từ Butterfly. Thường thì Chơi những cái con VS khi mà học đã có len hệ xanh các bạn ạ thì sẽ là cố gắng lên đồ đánh tay. Tại vì làm sao? Nó chỉ dùng được skill thôi, nó không dùng được đồ. Nên là các bạn nên hạn chế lên những cái món đồ mà nó phải active hoặc nó phải lơ dùng cái tớt gì lơ đấy, tiệc nó là chỉ cần thôi có đấy, stat thôi là được. anh đang định nói cái điều đấy. Lơ tớt thì là không lên mấy cái cộng nhiều stat chính xác Đúng rồi. lại còn đấm tay, nhưng mà anh chẳng ai Có có active sự được đồ bắn đâu. không đồ được, chỉ Các dùng bạn cái chỉ dùng skill cái thôi. skill thôi. Nào thấy pha ta vẽ vòng ra quá mễ để có thể tạm thời cô lập một chút và pha ta lên bảng rồi. Skitter thì sao đây, tôi thấy mình cũng ổn về hơi mua mắt của Nam trong đó thì anh chàng Staking mà lên bảng đếm số và ba ba cũng chết. Một cú đấm bốc tạo ra một cái bóng không để làm gì cả khi mà Quyền sẽ hồi sinh. Nào Nai bị tìm thấy và sau khi mà Nai chết thì Skitter trai đẹp đánh Dota 1v4. Không thể, chắc chắn là không TP thể không? các bạn ạ. Không thử à? Tôi thấy là có TP. Và nếu mà là cố thì làm được. Bởi vì cũng có gì cancel đâu. Có một lát đèn thì nó không có mua bát. Nhưng mà pha đấy thì thấy bốn người đồng đội chết rồi. Thì là Skitter anh ta đứng lại liều mạng luôn. Và đúng là anh ta cũng ok. Lấy được mạng. Lấy được mạng của Mang King nữa. Có Aegis nhưng mà có bát vừa rồi thì là gãy. Đơn này thì Kiểu thật này sự thì là cái vòng em nghĩ là nó đã thực hiện tốt cái vai trò đúng của rồi. nó, đó là cô lập. Khi mà Fata bị tách biệt hoàn toàn với cả đội hình thì anh ta bốc hơi rất nhanh. Cho nên King cũng chết. Xin kill thì với việc là sở hữu một cái BKB nên là xô vào rất là tự tin. Wow, Monkey sắp lên BKB. Và đây là item số 3. Item đầu tiên đem lên là một cái Orb of Conotion. Item số 2 là một cái Mage Slayer. Tên này là liều mạng đến từ Skitter rồi. Skitter đáng ghét là TP thì hợp lý hơn anh ạ. TP hợp lý hơn. À đúng, sorry anh em, tôi quên mất là VS ở đấy em ạ. Đúng, không lên TP. Lỗi tôi, lỗi tôi. Ờ, Quên Swap mất. đúng không? Swap, Swap. Đúng không? Quên mất là Quên cái mất. bóng. Sorry anh em. Level cao này thì có gậy xanh thì swap nhanh á. Đúng, thế như vậy là Skitter vẫn Swap xử lý cooldown chính bây giờ xác. có 10 giây sao ấy? Bây giờ còn 10 giây. Lâu hơn, lâu hơn, lâu hơn anh em. Cái này giảm cooldown 15 rồi. Đếm check lại đi. Lâu lắm mình không chơi vét các bạn ạ. 15 giây. 15 Max giây à? là 15 giây. Nhưng mà nếu mà Cooldown có cơ ta bản. Ờ đúng rồi, 15. có talent là trừ có talent 15 là trừ 10 à 20 là trừ 15 giây em ạ. Không cooldown luôn à? Thì tức là cooldown cơ bản là 30 thì trừ 15 đấy. À đúng, chính xác. Trừ 15. Nào, 12 cái net chơi. Tạm thời thì Tundra đang thua hơi sâu rồi. 11k tính ra là chúng ta sẽ có hai món đồ to nhưng mà nhìn kỹ thì cũng chỉ đến từ Blood. Blood đang hơn Luna một đồ, 23k so với cả 18k. À bên này cũng có các bạn ạ, đó là Magnus thì đang farm hơi tệ
12k so với cả 18k của Len Sắc. Lúc giờ anh ta đang hơi nghèo. Bây giờ thì có lẽ là bên phía của team Pandora họ cần phải là có bắt tổng được. Cơ bản là có bắt trước là họ bị phá. Cái cốc bổ họ không tung ra được. Daxia không có góc để vacuum tường. Và mắc rớt thì là không vào. Bây giờ họ cần phải... Một con VS đang... rất là phá. Sự cao được nào phải là khá nhiều thứ. Bất ngờ cơ, tôi nghĩ là Tandra phải làm bất ngờ. Hãy vòng ra luôn. Ui. Rất cục sốc. Bật BKB và một mình xin cứu đuổi cả bốn thành viên đến bên phía Tandra lùi lại. Nhưng mà Ame thì bị cô lập rồi. Ôi, Ame bị ổn vào sâu quá. Ame dính AP và Ame chết. Chay. Oh my god. Ame chết chay, Snaking trốn được. Và CO8 cũng đang gặp một việc và Edit đã mất cho mình thời gian hiệu lực. Và anh ta đang bị dính những cú chê stun mốc cổ lại đến từ Innocent. Nhưng tôi có cảm giác là CO8 đã chuẩn bị cần đất xa trời các bạn ạ. Tiếp đấu cú vacuum quá đẹp và anh ta đến bên giữa CQ có làm được gì không đây. Ôi CQ bị ổn ngược lại và CQ cũng đi luôn rồi. Một combat tai hại dành cho bên phía Team LGD. Xin lỗi các bạn, vừa rồi không phải là cú buyback của CQ. Khi mà CQ chưa chết nhưng mà Innocent đây sẽ là một hướng tìm quay. Vẫn là câu chuyện một con Magnus có con tốt có một cái chat thôi. Bây giờ chỉ cần bị ủn vào cô lập thì không ai có thể cứu. Hơn đấy thì VS anh ta không dướn vào được để hỗ trợ cho người đồng đội của mình và chết rồi. Một game đấu nó đang quá căng thẳng ở đây. Nhưng mà combat vừa rồi thì bên phía của team Tandra họ cũng mất nhiều đấy. Họ cũng mất 3 nhưng họ đổi được 5. Họ mất thêm cho mình 2 buyback thì đấy không phải là điều quan trọng. Magnus anh em xem lại tên này Magnus. Anh ta vào chuẩn luôn. Cú ra xong rồi, Blink, Hòn Tót đẩy thẳng vào và lúc này thì không có ai đứng dậy để backup cả. AP vào, Black cũng rất cố gắng, có Satanic để gồng, nó là không đủ. Nếu VS của Fabian đến nhanh hơn, Swap cứu được thì là câu chuyện nó sẽ khác. Nhưng mà VS thì anh ta lại ở quá xa. Cái combat này thì LED họ bị với. Ra cái lúc đó là họ đang muốn đi về rồi. Nhưng mà tự nhiên Black bị đẩy vào, thế thành ra họ cố gắng với để đánh. Cuối cùng không được. Mất đi Blood thì mất đi cái lượng đam chính rồi. VS thì một cú bắt tai hại và nó làm cho lượng tiền giảm xuống 4k. Bây giờ là 11k, bây giờ chỉ còn 7. Con Dosan tiếp theo, con Dosan thứ 3 của game đấu. Có lẽ sẽ là con Dosan quyết định game đấu này. Rất may cho bên phía LED khi họ lên bảng điểm số thì Roshan vẫn chưa sống dậy. Lợi thế 7k tiền không nhiều ở phút thứ 37. Và bây giờ tôi sẽ chờ đợi những món đồ tier 4. Món đồ tier 4 đi. Tier 4 nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Bây giờ thì em khá là thích cái mũ zombie. Cái đấy là cái mũ zombie để đưa cho carry hoặc là tanker cầm. Cái đấy là mũ cương thi chứ, mũ cương thi. Cái nó là cái mũ cương thi mà, nó có cái bùa ở trên mà. Ờ đúng. Mũ cương thi. Cái flicker thì vẫn được, cũng không tệ. Giảm 1 giây cooldown. Bị dồn đam trong 3 giây thì phải đứng im. Flicker tại chỗ thôi nhưng mà vẫn có dispel. Ảo Nai đang phi đến. Đang có AP. Nhưng mà Nai Nai đang nhá của AP và không kịp các bạn ạ. Vâng, nhá để làm gì thì cũng không thực hiện được. Và Nai chết rồi. Lốc được một người lên, thực hiện cú stun chính xác. Siêu 8 cứ thế mà dí đèo rồi. Ngủ lại đối phương để giúp cho đồng đội có thể tiếp cận. Và cái bóng cổ nó sẽ counter hoàn toàn stay kính không. Thôi thôi Innocent. Sao anh ta bị stun nhở? Bị beam. Beam của Luna. À, beam. Ok. Một cú bây beam. Bây giờ thì không có hai người thì có bắt kiểu gì đây. Daxia cũng mất. May may không. Magnus thì bay bay. Tớ đấy thì tôi hiểu tại sao Magnus anh ta nhá. Anh ta quyết định là mình bây giờ mà cast thì cũng chết. Thì anh ta định là giữ lại cái ulti để nếu mà chết thì có thể buyback ra đánh tiếp. Bởi vì cái góc đấy thì anh ta AP cũng chỉ là câu kéo thời gian thôi, không để làm gì cả. Bây giờ thì khó rồi, 3 đánh 5, CO8 tràn lên, sờ tan ra, có sát sẽ là cực kỳ khó chịu. Ủi được vị trí của CQ về và kích cũ ủi nên nó sai quá. Kích vẽ vòng rào CQ, liệu anh ta có thể giữ được cái vòng đấy bao lâu đây? Được ngủ lại, nhưng đó là không đồ và Skeeter đã kết thúc cái vòng đấy luôn. Trong đó thì sao? Căn viên của LGD đang cố gắng gọt đi những cái barrack. Cẩn thận nhá, băng nước Hòn Tót về là vẫn gãy đấy. Cần phải cẩn thận với cái combo ủn về của Magnus. Tiếp tục ủn về nhưng anh ta dính Rupture. Này mất nửa cái máu sau khi thực hiện pha ủn. C8
siêu tán được Swap và cứu sống, nhưng mà trong đó thì Skitter chết rồi. Snake King còn nửa cái máu, cố gắng sử dụng mình cái xác và lùi lại. Ame bị dính một cú Normal Pan. Họ đã cố gắng đưa Ame vào trong Fountain, nhưng mà Ame vẫn đứng ở bên ngoài. Và Ame bật kịp cho mình sang nick lên và hồi máu đâu. Mặc nớt, không biết là anh ta đã chuẩn bị cú đào xong cái Skewer chưa. Mặc nớt đã có Skewer, nhưng mà đối phương thì chủi hết rồi. Và con vét này nó vẫn khó chịu quá, Mặc nớt lại tiếp tục. Cái gì vậy bạn ơi? Chỗ đấy thì ủn về làm cái gì đâu. Vâng, Nai quá tập trung vào việc là ủn đối phương về các bạn ạ. Mà quên mất rằng là họ không có đam. Quá căng thẳng, vẫn lùi về được đến từ Black, nhưng mà Lagrak VS đã phải nằm xuống. Rõ ràng là bên phía của LED họ rất thận trọng với cái skewer của con Magnus rồi. Con Black thậm chí không vào, tôn đấy chỉ để cho CL8 Lagrak phá nhà thôi. Nhưng mà Magnus vẫn ủn vào được, tuy anh ta phải nằm xuống khi mà VS xử lý hay. Tôi nghĩ như thế cũng là thành công đúng không? Lấy được mạng của Lagrak. Con VS này chết 50 giây, mà cũng tội là Magnus thì lại die back. Bây giờ Luna sống dậy thì cũng chỉ bằng thời gian với Lagrak với VS thôi. Và lúc đấy bên phía của team LED họ có lợi thế hơn người. Hơn người tận 40 giây. Mà 40 giây là thừa ăn con Roshan này rồi. Bây giờ sống Death dậy và thì ăn đã Roshan lấy luôn. Cho mình một cái talent rất bệnh hoạn. Đó là talent stun xuyên BKB. Và cùng lại được. Bên là một bên con ơi. Hero khá là mỏng tầm này. BKB ư? Vâng, tôi nhìn thấy cái gì đây? Bên sắp nằm BKB. Nào, anh ta chưa có bóp cổ, nhưng mà tạm thời thì BKB sẽ giúp cho anh ta sống sót. Ame còn nửa cái máu. Ame bị tên lửa sấy. Ame đã ngủ lại. Mày quá. Một cú ngủ tuyệt vời đến từ bên phía Innocent. Và CL8 đã kịp có mặt. Ending sẽ giúp cho anh ta tránh được lượng sát thương khổng lồ đến từ bên phía Eclipse. Và Snake King sẽ bị sấy ngược. Đúng rồi, đồng kill dành CL8 và Skeeter phải chạy trốn chết, nhưng anh ta có BKB. Nào, cái BKB này bật lên nhưng bị đấm bát. Bị đấm bát và Skeeter chết rồi các bạn ơi. Trận không, đấu này có lẽ nó không còn nằm trong tay của Tundra nữa. Bây giờ thì chắc chắn con Roshan này sẽ thuộc về bên phía của team LED. Con Roshan thứ 3 của game đấu. Vào van Roshan thôi, không cần vội vàng. Back up nhau quá hay. Và có lẽ ở bên phía Tundra họ cũng bị bất ngờ. Cái gì mà một con bên có cho mình BKB. Và khi mà bên sống sót thì anh ta kịp ngủ để bảo vệ cả Ame nữa. Roshan vâng, này có em nghĩ là xem nếu mà không có cái pha ngủ đấy là Ame chết rồi đấy. Shot. Quả đấy mà không ngủ lại là Ame chết rồi. Chính xác. Không ngủ tên lửa bay vào là rất thốn. Shot này thì khỉ cầm để hai vòng được, cơ bản là cũng không có gì khác đúng không? Nếu mà để bảo là có bắt tổng thì ngoài hai vòng khỉ ra thì bắt chờ hai lần của Ame à? Không hay. Nghe cũng được. Nếu mà để cho Ame cầm thì anh nghĩ là nó là hai lần, lần BKB, hai lần BKB. Hai lần BKB thì là ngon thôi. Hai lần Sanandic, hai lần BKB cũng được mà. Chờ tạp tạ. Nhưng mà thôi em nghĩ là game này thắng. Game này chênh quá rồi. Còn trụ 2 bên phía thì LED sẽ mất thời gian kịp sống dậy để đánh một con bắt cuối. Nhưng khả năng cao là khi sống dậy thì đã là Mega rồi. Mega rồi, lúc đấy là Mega rồi. Chúng ta đang đếm ngược 20 giây để chờ Skeeter hồi sinh. Nào, phủn được xin kill vào trong Fountain và xin kill sẽ bốc hơi sớm thôi. Fountain giờ đánh rất tốn, Ame không hiểu sao mà anh ta chỉ còn một chấm máu. Có cơ hội nha. Ame mất BKB. Không, LGD rất cẩn thận. Vậy là Tundra thì vẫn giữ được không bị Mega. Họ vẫn còn một lên. Và muốn bắt một người ư. Nhưng tầm này thì Baba tràn lên hơi sâu. Nai thì bị stun xuyên BKB các bạn ạ. Ủn vào và sẽ là cú Apido chăng. Nai chưa kịp thực hiện thì bị dính bóp cổ và bóp cổ đến chết. Ui, cái BKB cộng với cái bóp cổ của bên nó quá là tai hại. Và Skeeter bị vòng kỳ đánh bát. Thôi xong rồi, trận đấu này chưa bị kết thúc. Kim Skeeter không có may mắn. Và Fata cũng đã lên bảng. GG, mình nghĩ sẽ được côn sớm thôi. Và xin chúc mừng LGD với chiến thắng cầm hòa một đều. Vâng, một đều và thật ra thì chưa GG à? Ôi, tôi vừa rồi thì là con nghĩ là thắng được á? Vừa lúc đánh bát, anh em lại nhầm vòng kỳ cũng không đánh bát được và CQ cũng không có bát, vẫn đang cố gắng 3-4, không vẫn là 5. À đúng cái là đúng cái là Classic cứ đánh bát đúng không? Em nhầm Classic cứ đánh bát. Vòng kỳ đi sửa cái đập bát lâu rồi các bạn ạ. Còn nước còn bát. Đập cái đập bát đi rồi.
vẫn tung, anh em vẫn đánh. Vâng, gì còn vậy? Hai người thôi, tường không có thì rất khó. Còn tờ này chúng ta game xem này lại hết rồi mà, nó hết từ cái câu bắt trước rồi. Rồi quả tên lửa này thì là anh chàng Ame quay lại và đỡ bằng BKB thôi, chứ không có gì. Wow, trận chung kết này hay chứ nhở, thực sự. Và game 2 thì mình và Sốc Yếu đã dự đoán, tiếp tục dự đoán đúng độ chiến thắng không? Một máu à anh em, quả đấy tôi không nhìn kỹ. Hóa ra là lúc đấy là Black còn một máu chứ không phải nói đến cái pha đấy là Black còn một máu chứ không phải là nói đến pha bật BKB và quay lại để đỡ cái tên lửa. Đúng một máu anh em, đúng một máu à? Wow, một máu trừ 99 là có thật luôn.